Ok, lên rồi, đẹp rồi, ok anh. À, mua cà phê rồi Mua à? rồi. Phải biết ngay, hát ở đó, Ok, biết ngay. Xe qua chút, cho chính giữa, chút xíu cho đẹp đẹp trai vậy chưa? cho. Không, trái phải, left right á, left right á, left right. Left right á. Okay. Ờ, được rồi, ok, được rồi. Rồi. Được chưa? Rồi. Ok. Trở lại cái chuyện mấy sinh viên, cái chuyện đó là cái chuyện đầu tiên đây, là mà cái trường đó là trường Harvard, tức là cái trường là coi như là lãnh tụ của chính phủ Hoa Kỳ, nên là kiệt xuất của chính phủ Hoa Kỳ, của dân chúng Hoa Kỳ, đó là coi như là cái đỉnh của quốc gia, nó họ cư xử như vậy. Thì ngay cả cái trong quốc hội ấy, mình có cái bà dân biểu ở không phải Minnesota, mà mấy bà kia là bây giờ cái bà mấy người mà theo chính phủ ủng hộ Palestine bây giờ là không có được nói nữa rồi đó. Không được Có quyền nói, không, không bây giờ không bao giờ lên TV muốn nói, anh biết là anh muốn nói thì anh phải lên TV thì anh mới đúng được nói. rồi, Bây giờ nó không cho mấy người đó lên nữa, không cho đi lên luôn. luôn, Còn cấm luôn. cái bà mà có hôm mà đi biểu tình ở trên Washington, các bà dân biểu ở Minnesota đó, À. là tại vì ở dân đó đó có rất nhiều người Palestine, mà bà là người Palestine, thành thì bà sót ruột, thì bà đi theo cái đoàn, bà là người duy nhất lên nó dám lên nó phát biểu về cái tại vì bà là người Palestine mà. Và đến bây giờ đó là cũng bắn trục xuất bà ra khỏi cái ủy ban mà đã bạn nơi bà làm việc, Kinh là nó đòi vô lên được làm hạ viện thì có cái quyền này quyền kia, chẳng hạn như là bây giờ chẳng hạn như là bà có cái quyền security clearance, tức là security clearance sẽ là miễn nó gọi là người ta như quên thì mẹ rồi, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ok thì cái gì bây giờ là hay nó vậy. cũng lấy cái đó ra, lấy cái security clearance nữa. Ngày xưa nó cho cái gì giờ lấy lại. Người Mỹ họ rất là giữ, là họ rất là giữ, Thì đó, mà họ nhưng tiêu mà diệt mình mới thấy cái điều này, khi cuộc chiến nổ ra thì bất cứ người thì báo chí cộng tác với tất cả chính phủ Mỹ đều nói chuyện một một chiều, chiều thôi. rủa xả Đúng rồi, kẻ thù mình đó. nghe Như nè, vậy đúng ở đúng đây không có chuyện rồi, trung thực, ở đây không có không có đâu, chuyện, không có chuyện làm trung gì thực nha, có nó vậy đó. chiến tranh mày. Đây là đó. Nhưng mà có một cái điều mà tôi phải nói là nó đi, tôi nghĩ là chắc là tại vì cái này hôm nay tôi nói như chính phủ Hoa Kỳ đấy, họ rất là hiếu chiến, họ biết Đúng rồi, điều, họ không biết điều ấy, họ cái cách cư đúng, xử bởi vì tôi đã ghét mình là rồi, mình không nói bây mình giờ, là nhưng mà con dân thì mình đâu có biết cái gì, là mình đâu có dám nói cái gì nhưng mà đâu. cái Nhưng mà cách bây giờ cư xử thấy là rất là kỳ cách cục, cư xử kỳ cục, thấy rõ ràng đó, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là rất người là Mỹ kỳ thật cục. thà, người chỉ tốt, không có đâu. Tất cả cái gì phải đều phải trả giá cả. Thì bởi vì ông cha ta thường nói cái câu nói là cái miếng phô mai mà ngon thì nằm trong cái bẫy chuột không à, chứ nó không có ra ngoài đường rồi khỏi vậy. Và cái thằng gì mà ở cũng khá khá là qua đến Mỹ nó về nói vậy. Ở Mỹ á, thì chỉ có mà cho phi á, là có nước mưa thôi chứ không có cái gì đâu. Nói như vậy anh hiểu như vậy thì thiệt tình là thì mình thấy mình quá ghê sợ cái chiến tranh này, bởi vì mình thấy quá ghê sợ ra, bởi vì cái chiến tranh Ukraine với Nga mình không thấy chết chắc, mình không thấy, nhưng mà cái này mình thấy chết. Và chẳng những vậy mình nó còn đưa lên video nữa, mà là ghê và kinh khủng luôn. Và cái chiến tranh Ukraine với Nga nó không có con nít, Đúng còn là bộ đội lính đánh nhau không thôi, còn cái này thì thật thảm thiệt, mình thấy ghê rợn luôn. Thành ra vì chỗ đó mình thấy mình cái đó thì cái ý đó thì tôi biết rồi, nhưng mà mình cũng hiểu rồi. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói lên cái like này là cái sự tự do ngôn luận của Mỹ nó là như vậy. Thì thành ra đừng bao giờ nói thằng Mỹ là tự do ngôn luận nha, mấy người nhớ kỹ cho cái điều đó. cái cuộc chiến tranh này đó thì là trong cái cuộc chiến tranh này nó thì mình thấy có một hai điều mình có một điều mình nói một cách rất là rõ ràng ở đây đó. Thì câu chuyện nó xảy ra, tôi là người Việt Nam thì tôi từ đến từ Việt Nam rồi tôi sống ở đây, tôi nhìn thế nhìn ai tôi nhìn hai cái cách cư xử của hai cái chính phủ, một là của chính phủ Hoa Kỳ và hai là một cái nhà nước Việt Nam. Tôi thấy đây cái nhà nước Việt Nam họ
nếu mà người người Hoa Kỳ họ cư xử trong cái trường hợp này tệ đến chừng nào thì lần này cái nhà nước Việt Nam mình cư xử giỏi đến như vậy. Đúng vợ rồi. Chồng nó đang đánh nhau, mình phải thông cảm cái đau đớn của người ta chứ không phải mình xúi nó ra. Tôi nghĩ cái căn bản cái cuộc chiến tranh này đấy là cuộc chiến tranh mà tại vì tôi nhìn trẻ con nó chết rồi, tôi nhìn người chết ngay từ lúc ban đầu mình đã nói chuyện đó, là cái con số của người Do Thái nó chết là khoảng chừng 1.400 người, tức là nó tới tới đó là nó ngừng, nó không có lên nữa. Tức là còn cái con số mà cái người chết của người Palestine thì càng ngày nó càng lên, nó cứ tăng dần lên, nó cứ tăng dần, mà một ngày nó lên bây giờ là khoảng chừng 700-800 người. Mà trong bây giờ khoảng chừng trên 5.000 người chết như vậy đó, bị giết như vậy đó, thì trong đó đã có hơn 2.000 đứa trẻ con chết rồi. Thì bây giờ là người ta nói chuyện đến là thế này, ông hỏi là ông nghĩ chừng nào thì câu chuyện này nó chấm dứt, chuyện đánh nhau nó chấm dứt, là cái trận chiến này chứ không phải cái chiến tranh, cái cuộc chiến này, cái trận chiến này đánh nhau thế này thì chừng nào hết, chừng nào nó ngừng chứ nó không hết, làm sao hết được, ngừng bảo là khoảng chừng 3 tháng. Tôi nói cho anh nghe này, cuộc chiến này mà tôi cứ nhìn thấy trẻ con nó chết như vậy là cái cuộc chiến mà ngày xưa mà khi mà Chúa Giêsu mới sinh ra đó, ông đi truy lùng đã có cái lệnh nào của ông La Mã, ông vua La Mã, nguyên phải tìm giết tất cả những đứa nào mới đẻ ra đầu tiên, những đứa the first born, tức là cái đứa con cả đầu tiên trong gia đình, tìm được đứa nào mới đẻ trong gia đình là giết hết. Thì cái kiểu mà giết trẻ con như thế này là cái kiểu giết như vậy đó. Trong Kinh Thánh, cái Thánh Bảo nó cũng ở ngay ở trên đó, ngay ở trên cái phần đất đó này, mình nhìn mình thấy ấm thiệt này. Mình nhìn mình mình và khi mà mình thấy như vậy thì mình thấy là quả thật đó, là cái tại vì ngày hôm qua là mình có cơ hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc họ họp lại, thì ra đó nói chuyện về cái chuyện chiến tranh ở Do Thái đấy, thì là tôi thấy người chính phủ Hoa Kỳ kỳ quá. Chính phủ này thiệt kỳ cục ở trong cái vụ chiến tranh, kỳ cục rất là kỳ cục. Và đó thì đây cái bộ hôm nay nhìn... á, cũng là hôm nay tôi và anh Phượng cho các bạn biết cái bộ mặt thật của cái người Mỹ và cái chính phủ Mỹ rồi. Nó không đơn giản như các bạn nghĩ gì đâu, thấy chưa? Đó, nó rất là kỳ cục và họ hiếu chiến giống như anh Phượng nói, họ và họ mình không nghĩ mà nó buồn cười cho nên mà hở ra cái chỗ mỏ về bên cạnh mà không thiện cảm, mà nào là mày không có nhân quyền, mày là vậy kia bên kia, trời ơi, mình thấy nó buồn cười, anh thấy mình buồn cười, anh thấy không? Mình không biết nói gì hơn. Nó thẳng cho anh thị, tại vì tôi thấy nó có những cái bức xúc và họ theo dệt, họ làm những cái chuyện mà vô duyên, chẳng hạn như là Ủy ban Nhân quyền Quốc tế rồi. Chỉ hạch sách Việt Nam rồi tự do tôn giáo này kia, được cái anh đâu có cái gì đâu mà anh cứ moi ra ngoài, mà khi anh hành sự một nước láng giềng nó hẳn như vậy, tàn độc một cách kinh khủng. Và cái tự do ngôn luận của anh chàng Mỹ thì thấy giống như nãy giờ anh Phượng nói rồi, tốt họng bịt hầu, thậm chí gọi như là tuyệt nguồn sống người ta luôn, mà tại trong đất nước Mỹ đó. Đợi anh nói tiếp tục nói chuyện đi, để tôi anh thấy rõ ràng thì tất cả mọi người đều thấy chưa? Tại nãy giờ thì tôi anh Phượng cũng đã nói với cái vấn đề đó rồi. Thì đầu tiên thì tính lên live để nói chuyện về cái tự do ngôn luận của Mỹ, là bởi vì nó quá sức tưởng tượng. Và cái điều đó nó nói lên cái điều gì? Thì mình nói cái câu này thì mình mới nói cái điều này. Từ xưa giờ trong đất nước mình đó, có những người có thể là trung niên, có những người lớn tuổi, hoặc là cái thứ nói là thằng Mỹ là coi như đài CNN nó là uy tín rồi, thằng này có, thì nói chung là kể cả những nguồn tin ông nghị sĩ này, ông nghị sĩ kia này kia này kia, chứ mà họ đâu có biết rằng cái thủ tục của Mỹ là khi phát động chiến tranh là báo chí đi trước, công luận đi trước, quyền rửa kẻ thù trước, thay anh thích rồi bắt đầu thì anh start vào chiến tranh. Đó là cái nguyên nhân từ xưa là vậy, kể cả Việt Nam ngày xưa chiến tranh cũng vậy,
họ bào hồi rẽ ra việc cộng đu đu đa là leo đi kêu đủ 7 đứa không có rớt tùm lum tà la, những cái gì mà xấu xa nhất thế giới là cái dồn hết cho kẻ thù rồi xong rồi bắt đầu mới đưa quân ra quýt đó, thì y chang như vậy thôi. Tính ngay bây giờ cũng vậy, là tất cả các sinh viên, tất cả các quan chức nhà nước của Mỹ đều không được quyền nói, không được quyền nói cái thằng Palestine, không được quyền thương yêu, mà chỉ có ủng hộ thằng Do Thái thôi, ai cãi lại là triệt tiêu, kể cả dân biểu nghị sĩ gì cũng được, kể cả giáo sư cũng vậy, kể cả học sinh cũng vậy, cả cả viện sĩ cũng vậy, kể cả những người có thuyết trình có tầm ảnh hưởng cũng dơ luôn đó. Đó là tự do ngôn luận kiểu Mỹ đó. Ok thì cái đây này nó chỉ dọn vậy vậy thôi, không có cái gì phải nói nữa, nhưng mà cái điều nó thực sự là mình thấy những cảnh thương tâm vậy mình chịu không nổi, mình bức xúc mà chẳng làm được cái gì cả, mình chỉ thấy mình ấm ức rồi nhiều khi mình ngẹn ngẹn không à anh ơi. Mình như vậy mình mới thấy hiện giờ cái đất nước Việt Nam quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, anh thấy rõ ràng không? Tôi còn ngồi phè phè trong máy lạnh, tôi đang ngồi tôi nói chuyện với anh, còn live stream còn ăn uống còn nhậu nhẹt kia, trong khi đó anh dùng một cái cảnh trời ơi, một bên là Nga, một bên là một bên Liên Xô, một bên Nga với thằng Ukraine, bên này thằng Hamas với lại thằng Do Thái, thấy một cái đất nước mà thấy khủng khiếp thiệt. Rồi. Cho nên thế chúng ta mới quý được cái hòa bình của Việt Nam hiện giờ đang có, và mình nên muôn đời nhớ ơn những ông cha ta ngày xưa dựng nước và giữ nước, biết bao nhiêu người đã hy sinh để có ngày hôm nay. Nhưng mà tôi phục nhất là cái địa này, tôi phục nhất là công đề những người lèo lái con thuyền của đất nước Bây giờ tới ngày hôm nay mới là mới là rồi mới lại, anh thấy rõ ràng lắm, mới là đúng tuyệt vời luôn. Bởi tôi rất là tôi rất bởi tôi làm chú nên tôi cao hãnh diện làm điều đó, tao cỡ gì cỡ cái gì tao mới làm cho bằng được hết đó, đó mới là một người rồi đó. Ok thì cái chuyện đi dọn dẹp vậy thôi, không có gì cả. Thôi bây giờ anh nói đi, anh nói đi. mình cái câu chuyện của người Do Thái với người Palestine là thiệt là nó không nói đến thì thôi, nói đến thì là mình có điều thế này này, bây giờ là nói tới thì phải nói lui một chút. Thế người Palestine họ đánh họ họ dở thiệt đó chứ không phải không, càng tại vì câu chuyện Bởi nó giờ qua rồi đấy, cái lai hôm trước là tôi cũng nói rồi, bởi vì thế cười họ Lê họ Tham không họ có một cái người nào gọi là một cái tướng họ tội tài, nghiệp, không họ là không tội họ nghiệp, không vụng có một thấy cái gì thấy cả. thấy họ vụng về mà họ hỏi mà thấy thấy tội nghiệp cho họ chứ không phải không ạ, Đúng rồi, khổ. tội nghiệp mà họ cũng là một người những người rất rất là giỏi ấy, nhưng mà không hiểu Không biết là sao với lại không hiểu nổi em. Hồi nãy tôi mới coi một cái gì đó không biết nữa, mà nó chiếu cái cảnh mà nó giải thích là lý do tại sao mà Palestine đi kia, thì nó chiếu nguyên cái vành đai của thằng võ dạng nằm ba tham nằm ở trong đó, ở ngoài biết sao ở ngoài nó dăng bước làm bức tường rồi đúng nó bao rồi lại đó. Có nghĩa là đúng nó có nghĩa là như vậy, nó nhốt nó một cách khác là nó rồi nhốt nhốt ba tham trong một cái tù, đúng rồi nhà tù về nó một cái nhà tù của tại nơi đất nó sinh đẻ ra. đúng rồi mà Thôi thì cái giải anh giả cái bản đồ đó, anh nhìn cái bản đồ đó thì là cái Gaza Strip đó, là cái nhà tù là cái nhà tù to nhất thế giới mà người ta có thể nhìn được từ ở ngoài không gian. Hồi đó người ta nói chuyện là cái vệ tinh nhân tạo nó bay lên thì nó chụp được cái hình của quả đất ấy, thì nó tìm ra một cái vạn lý cái vạn lý trường thành ấy, là cái vật thể cái vật thể duy nhất nhân tạo mà nó có thể nhìn thấy. đúng Mà rồi. bây giờ hiện tại bây giờ thì cái nhà tù Gaza đó, tức là cái nhà tù coi như là to nhất mà trên To thế nhất trên giới thế giới luôn. mà người ta có thể nhìn thấy nó từ trên không không gian, tù Gaza đây. À, cái nhà Đúng tù rồi. dài bốn mấy cây số, rộng bao nhiêu cây số, Rộng nó hình vuông, nó hình vuông mà nó hình vuông, nó người hình chữ dân nhật, Palestine sorry, nằm trong đó cái hình khổ chữ bởi nhật thế. chứ không phải hình vuông Mình thấy tội thì gì đâu mà mình thấy tội gì đâu mà mình cũng không biết làm sao được, nghĩ là thì được, mình nói vu vơ thôi, chứ bởi vì hôm trước tôi cũng nói với anh rồi, bởi vì Phan Tham không có một người tài, không có tướng tài, cũng không có cái lãnh tụ tài, cho nên vì chúng ta anh ra đất nước anh như vậy, anh hiểu Thôi mình nói chuyện đến không? đây Ok là thôi anh, đấy, thì mình nói nói tới như vậy đây là không được được rồi rồi. đó, đó là nói nghe nè, không có ông nào như ông Việt Nam đấy, hai cái văn hóa nó như vậy, cho cái văn hóa Việt Nam là cái văn hóa nó yêu nó quý trọng hòa bình, còn cái Chính xác, bởi văn hóa vì còn mình đã mình từng quý trải trọng hòa qua. bình chứ, cái văn hóa còn cái văn hóa của Hoa Kỳ, văn hóa mà mình đang ở đây là cái quân đội yêu mến chiến tranh, thờ phượng chiến tranh này,
gặp thằng nào đánh nhau là mừng lắm, nhảy nhóm lên, hỏi cần súng không, cho mấy cái, cần lưu đạn không, cho mấy cái. Khổ. Bởi cần gì? Không tiếp rượu, tiếp thêm rượu đó chẳng. Tiếp thêm rượu, tiếp dầu, đổ xăng vô, đổ xăng vô lửa, đổ dầu đúng vô lửa. Đúng rồi, Việt Nam mình nói là thấy nó quấn lộn, đổ thêm một chút dầu, đổ thêm một chút lửa vô. Ban đầu đổ từng giọt, sau đó đổ sức người Mỹ mà họ rất là giàu có. Má dầu của nó mấy ngàn tỷ thùng nó đổ vô, nó cháy. Không rồi. Người bây giờ có hai cái điều căn bản khác biệt giữa người chính phủ bây giờ nói thẳng, không có là không lớn rồi không có sợ nữa, già rồi không sợ nữa. Già rồi. Hai giờ chết. Hai sự điều căn bản khác biệt căn bản giữa nhà nước và chính phủ, nhà nước Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ được thế nào? Nhà nước Việt Nam không có hiếu chiến. Chính phủ Hoa Kỳ họ rất là hiếu chiến. Và thứ hai á là cái nhà nước và người dân Việt Nam họ rất là yêu mến hòa bình. Còn cái chính phủ á là cái người dân Hoa Kỳ đó thì họ rất là bạo động, họ rất là bạo động, họ rất bao giờ họ cũng muốn đánh nhau. Ngay cả người dân Hoa Kỳ ở đây ngay trong lòng của họ họ cũng muốn đánh nhau. Còn nhà thằng nào cũng có mấy khẩu súng, ngoại trừ nhà thằng già này không có súng. Nhà già này nữa không có súng. Còn nhà nào cũng đầy súng. Súng để làm gì? Súng là để đánh nhau. Thấy mình nói về cái văn hóa vậy thôi, mình cũng văn... Rồi. Ok. Ok. Rồi ok anh thấy cái tay cũng tạm dừng đây, nó cũng đầy đủ ý nghĩa này, nó cũng đầy đủ ý nghĩa. Mình lên mình nói một vài câu để rồi ý nghĩa thay thì để dẫn chứng cho mọi người với cái like này hiểu rằng nước Mỹ là vậy. Nước Mỹ là không có cái chuyện gì mà họ không làm cả. Và họ làm đã thẳng tay thì rất là ác độc. Và từ xưa giờ lên nói một đứa một điều này là cái sự tự do ngôn luận không bao giờ có nghe đại khái vậy. Ok tất cả chào tất cả mọi người nha, không có được rồi, nói okay. Không có được cãi tiêu diệt rồi ok chào mọi người.